Kính thưa quý cô chú anh chị em, hôm nay Tuyết Già lên đây xin chia sẻ một chủ đề đường chỉ tay kỳ lạ trong lòng bàn tay. Mong rằng quý cô chú anh chị em ai đó có được những cái đường chỉ tay này, tại vì đường chỉ tay này rất là hiếm luôn á. Cũng có thể những đứa bé mới sanh ra là có những cái đường chỉ tay này. Đường chỉ tay mà thứ nhất á là đường chỉ tay mà trong lòng bàn tay có cái ngôi sao luôn á quý cô chú anh chị em. Ở trong sách để đó, thì người này á mới sanh ra, mới lọt lòng ra là đã có cái ngôi sao ở trong lòng chính giữa bàn tay rồi. Người này lớn lên á là người ta làm một cái chức vụ rất là cao, rất là cao luôn. Nếu cô chú anh chị em á mà có con em cháu mình đó mà mới vừa sanh ra thì xem bàn tay liền nha. Xem thử coi trong bàn tay có những cái con đường mà tương lai á, tương lai như thế nào không? Thường thường những cái mà cái chỉ tay mà độc lạ như thế này nè quý cô chú anh chị em biết không, là thường thường là những em bé sanh ra là đã có luôn rồi, đã có những cái dấu hiệu này luôn rồi. Tự vì những cái tướng chỉ tay này á là những cái tướng chỉ tay mà nhiều đời nhiều kiếp người ta cứu nhân độ thế, người ta cũng như là người ta làm việc rất là cao rồi, giống như là làm việc giống như là thủ tướng hay là làm những cái gì mà lớn lắm gì đó, giống như là ở ở ở Mỹ mà ông gì đó, ông Donald Trump, Obama gì đó. Tự vì đây là thuộc về trong sách để là thuộc tướng lãnh, thì tướng lãnh là người ta dữ dằn lắm, cho nên khi mà một đứa bé mà khi trở lại trần gian đó thì người ta vẫn còn mang cái, cũng vẫn còn mang một cái ngôi sao trong bàn tay này. Tuyết Già thấy trong sách thấy vui quá, Tuyết Già lấy ra đây cũng cũng mong mong rằng á là quý cô chú anh chị em trong gia đình mình ai sanh những đứa bé mà sanh ra đó hen, con cháu mình đó hen, là quý cô chú anh chị em xem liền nha. Đó, đây là cái ngôi sao đó nằm giữa lòng bàn tay luôn. Cái này là làm lớn lắm quý vị ơi, làm lớn lắm luôn. Và nó có ngôi sao rõ ràng luôn, chứ không phải mà giấu chéo qua chéo lại luôn á. Chứ giờ thấy vui quá nên chia sẻ với quý cô chú anh chị em. Hôm nay toàn là những cái chỉ tay mà độc lạ không à. Những chỉ tay độc lạ ở đây. Rồi trên bàn tay mình á, có một thêm một chỉ tay độc lạ nữa. Đây. Tự vì cái đường may mắn này, cái đường định mệnh này nó nằm kéo dài từ đây, nó cao lên tới bên đây. Thì cái đường này là cái đường tâm đạo nè. Nó, cái đường này nó nối từ tâm đạo, nó nối qua trí đạo. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Nhiều khi quý cô chú anh chị em lo nhìn cái đường chính, tức là cái đường này nè. Cái đường này là dễ nhìn đúng không? Giờ cái đường này nó gác ngang gì, nó rất là giống như là nó mình không có để ý gì đó đúng không? Nhiều khi có đó, cái này Tuyết Già nghĩ chắc quý cô chú anh chị em có. Còn cái này thì không biết có học, chắc hơi hiếm hiếm à. Cái này hơi hiếm. Và theo như Tuyết Già nghĩ chắc cái này có, tự vì cái này nói về cái chữ thập này nè. Là nói về tâm linh. Nói về tâm linh thôi, Tuyết Già có mà có phân nửa cái chữ thập. Chắc có lẽ là thập là 10 mà Tuyết Già có phân nửa là tính chỉ có 5 thôi. Chắc phải ăn thêm mấy trăm miếng đậu hũ, mấy ngàn miếng đậu hũ nó mới được, nó kéo xuống vậy. Tuyết Già có chút xíu trên này thôi, là phân nửa cả nửa chữ thập thôi à. Chắc là 50-50 quá. Nếu ai mà có những cái chỉ tay như thế này á là nói về rất rất nhiều kiếp, là người ta có những cái kiếp mà đi tu. Cái này là nói về tâm linh thôi, người ta là có những kiếp tu hành, cho nên khi người ta trở lại trần gian á là người ta vẫn còn mang cái dấu thập này. Cho nên là nói về cái bàn tay của người này á là họ rất là tâm linh. Họ giống như là động đất nè, động đất sóng thần ở Nhật Bản thì hay động đất sóng thần, hoặc là bão tố dông ba gì đó hen, là cái người này đó là khỏi lo luôn, sập cái rầm luôn, là họ vẫn còn nguyên luôn, họ luôn luôn được tổ tiên che chở cho họ.
tự vì họ là cái này là con của tổ tiên rồi, con cháu tổ tiên rồi, được che luôn luôn được che chở cho họ, họ không có sợ là tai nạn hay là cái gì hết. Cái chỉ tay này á, không nói về cái chuyện giàu nghèo, mà nói người này phước báo, cực kỳ phước báo luôn. Mà nếu như mà người có phước báo á, thì trước mắt á, là người ta phải ấm no hạnh phúc, là không có bị cái gì luôn. Đức già thấy có nhiều người á, người ta rất là ấm no hạnh phúc suốt đời, mà người ta cũng không có bị những cái chuyện mà tai nạn hay là bệnh tật gì luôn. Đức già cũng thấy những người như vậy đó. Đó, cho nên Tiết già phải nghiên cứu cái bàn cái về tướng số. Tiết già thì không có, Tiết già có nửa cái à. Nửa cái mà nó còn mờ mờ, đúng không cô chú anh chị em ơi. Cho nên Tiết già ráng tu để chơi cho dài kiếp nữa, chắc nó được thêm cái quá. Rồi, sao bữa nay là những cái chủ đề mà toàn là kỳ lạ, những cái này hơi bị hiếm chút xíu, thấy nó rất là kỳ. Mà Tiết già nghĩ nó đâu có kỳ đâu, tự nhiên nó nằm ở đường tâm đạo với trí đạo, hai cái nữa nói lại thôi. Còn cái đường này thì ha, có người có đó quý vị ơi, cái đường này có đó. Cái đường này những người mà người ta có thể là may mắn rồi làm những cái tổng giám đốc, tổng tập đoàn, hoặc là những người mà người ta giàu có đó, người ta cũng có cái đường này nè. Đó, những nhà mà kinh doanh bất động sản, người ta cũng có cái đường này luôn đó. Rồi những người mà làm giống như Obama đó cũng có thể có cái đường này luôn nữa, làm lớn đó quý vị. Rồi xong rồi ha, có cái đường ngang lại đây thì nói về tâm linh, nói về tâm linh, tức là người này là họ có giác quan thứ sáu, giống như chuyện gì họ làm như có ai mách bảo họ, họ sẽ biết trước nè, giống như có người mà nói nhỏ trong lỗ tai sẽ biết trước gì đó, là cái chuyện đó không có được đâu, hoặc là gì là người ta mách bảo hết. Nếu mà mang cái số thập này, chữ thập này này giống như chữ thập vậy nè, mà trong sách cũng để là chữ thập luôn. Tiết già không có tự nhiên mà nói đâu quý cô chú anh chị em, toàn là coi trong sách thôi. Rồi Tiết già học ra, rồi Tiết già nghiên cứu có cái đường chỉ tay này như thế nào, rồi Tiết già lên đây chia sẻ quý cô chú anh chị em thôi. Tự vì Tiết già thích nghiên cứu về cái nhân tướng học, với lại Tiết già thấy nếu mà mình nghiên cứu như vậy á thì có những cái mình cũng tránh được, đúng không quý cô chú anh chị em? Đó, mà cái nào mình cảm thấy mình hên á thì mình giữ vô, còn cái nào mình cảm thấy mình hỏng hên á thì mình tránh ra. Đó, rồi thêm một cái đường thứ ba nữa cũng hơi lạ, là cái đường này nói lên là cái người mà nghệ sĩ tài hoa đó, cái người giống như là họ hài đó, hài tài hoa đó, là có cái đường này. Tiết già cũng có mà có mờ quá, có chút xíu à, cho nên hả, hài có một chút thôi chứ không có hài nhiều được. Đây cũng như là cái đường á, là đường tâm đạo. Đường tâm đạo xong rồi họ chỉ có những cái nhánh trẻ trẻ ra thôi. Cái này chắc đây, chỗ đường tâm đạo này, đây nè quý cô chú anh chị em, những cái nhánh trẻ 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 ra. Mà cái này là nhiều người có lắm á quý cô chú anh chị em. Nó cũng như là nó hơi lạ lạ, nhưng mà Tiết già nghĩ là sẽ có người có cái đường này. Mà nói chung là như thế này, Tiết già chia sẻ để quý cô chú anh chị em mà nhìn con em mình, đúng không, mà có cái đường này thì giống như mình để đưa cho con em mình đi học những cái ngành nghệ sĩ hài, những cái thách thức danh hài, đi thi đi, đúng không, để con em mình nữa sau có một cái chỗ đứng trên sân khấu tuyệt vời, cũng như một cái nghề mà làm đẹp đẹp đời đẹp đạo, một cái nghề rất là tuyệt vời, như là Hài Linh Trấn Thành rồi Trường Giang rồi cái gì nè, nhiều lắm nè. Tiết già không ghi Phương Bảo Quốc nữa, đúng rồi, nhiều lắm rồi. Tiết già cũng không có nhớ hết nữa đó. Đây là những cái người nghệ sĩ hài tài hoa, tự nhiên họ có cái đường tâm đạo á. Tự vì người nghệ sĩ tài hoa lúc nào ở trong cái tâm trí họ, lúc nào họ cũng vui vẻ hết á. Họ suy nghĩ ra những cái tác phẩm mà nó hài, mà nó cười cực kỳ luôn. Cho nên cái đường tâm đạo nó mới vui vui theo. Đó, đường tâm đạo nó sẽ vui vui theo, đúng không quý cô chú anh chị em? Tiết già cũng có, mà có chút xíu à. Thấy Tiết già cũng hơi lâu lâu, cũng hơi hài hài chút, không biết. Nếu mà hồi lúc mà còn trẻ đó hen, quý cô chú anh chị em nào có đó, lúc còn trẻ đó thì mình nên đi
đi thách thức danh hài đi, đúng không? Cỡ chừng 30 40 gì đó là mình sẽ đi thách thức danh hài, chắc có lẽ là đậu đó quý cô chú anh chị em. Tùy cái đường này á, trong tướng số á là nó chính xác chứ không phải là nó không chính xác đâu. Nhưng mà nói chung là như thế này nè, Tuyết già xin chia sẻ thêm là ví dụ như cái con người là giống như cái thân thể đi ha, đó là cái body đi ha, là trong chúng ta đó thì nó còn có cái cộng giống như là mắt, mũi, miệng, rồi tai, lỗ tai, rồi tai chân, rồi đủ thứ hết, nhiều nhiều vô, thì cái đường này á là nó sẽ đậm lên nữa thì cái kết quả nó thành công rất là cao, nó rất là cao. Còn ví dụ như mình đã có mọc lên những cái con đường may mắn rồi, những cái con đường này rồi mà mình không có được cộng, giống như là mình cộng thêm á, cộng thêm phần phụ nữa là tướng, tướng mặt, rồi tướng trán, tướng mũi, tướng mắt, tướng miệng, tướng tai, đúng không quý cô chú anh chị em? Thì cái khả năng mà để kết quả đó thì dĩ nhiên là phải thấp xuống. Mà hơn nữa nếu như cái đường này nó lợt thì khả năng càng thấp, đúng không quý cô chú anh chị em? Chứ không phải mà cái chỉ tay mà đúng một chính xác 100% đâu, mà nó chính xác vào những cái thời điểm nào nữa. Ví dụ như những cái vận may tới thì nó sẽ tới rồi mình thấy là rất là chính xác. Còn những cái đường chỉ tay nào mà nó xui, nhưng mà hả mình tu tập rồi mình có phước báo thì cái đường chỉ tay xui á nó cũng thành hên đó. Tại vì cái chỉ tay nó thay đổi liên tục luôn. Tức là cái thời điểm này á quý cô chú anh chị em biết không, mình xem thì cái chỉ tay á nó là như vậy đó. Nó khó ở chỗ này, cái năm 3 tháng 7 tháng sau á, chỉ tay mình á nó đâm những cái đường nghiệp vô, thành thử ra cái chỉ tay mình nó không đúng, chứ không phải là sách nói không đúng, đúng không quý cô chú anh chị em? Nó mọc những cái đường xui xẻo vô đó, hoặc là trên chỉ tay đã có đường xui xẻo mà mình tu tập thì tự nhiên cái đường xui xẻo đó nó sẽ biến ra, nó sẽ xỉu qua xỉa lại, đâm ra nó thành cái đường hên, gọi là mình sẽ qua được tai nạn. Cho nên chỉ tay không phải là sai, mà do cái não mình suy nghĩ rồi chỉ tay nó thay đổi thôi quý cô chú anh chị em. Tiết già đã nghiên cứu thật là lâu lắm rồi, cho nên tại sao mà Tiết già phải cố gắng mỗi ngày, dù Tiết già đang có chồng con đúng không, cũng lập gia đình cũng như ai thôi, cũng làm mẹ, làm bà ngoại, làm bà nội, nhưng mà Tiết già chia thời gian ra để cũng như là mà tu tập, rồi ăn chay, rồi niệm Phật, đọc chú Đại Bi, để cho những cái đường chỉ tay may mắn của Tiết già nó giữ trọn, tức là những cái đường tiền tài vận nó được trọn vẹn hơn. Lúc trước Tiết già không biết, rồi Tiết già cứ ăn những cái giống như là cái động vật á, rồi hoặc là Tiết già thiếu tu gì đó, rồi Tiết già ăn động vật nhiều quá vậy đó, giống như là mình ăn những cái con mà nó nhảy 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 nhảy, nó sống sống đó quý vị. Nó mình ăn tam tịnh dục cũng không có sao đó quý vị nha, ăn mặn mà ăn tam tịnh dục là cũng họ không 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 có đánh đổi bằng ăn mấy cái con nhảy nhảy, thì nó cũng phạm về những cái tội mà sát sanh. Video của Tiết già chia sẻ đến đây kết thúc, xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị em rất nhiều. Hẹn quý cô chú anh chị em gặp lại video tiếp theo.